Trước khi đi ngủ thoa thứ này lên, bao nhiêu mụn thịt, mụn cơm sẽ biến mất vào sáng hôm sau. Chắc hẳn chúng ta đều biết tới một loại mụn, trông nó như là một cục thịt thừa, thường bất ngờ xuất hiện trên làn da mà không cần một lý do gì hết. Chúng thường được gọi là mụn thịt thừa hay là mụn cơm, và mặc dù loại mụn này không gây đau đớn, song lại rất mất thẩm mỹ. Các mụn này xuất hiện là do sự tích tụ của các mạch máu và collagen trong các phần da dày. Chúng phát triển trong âm thầm và rồi bất ngờ một ngày nào đó, chúng lại mọc ra ở bất kỳ đâu trên cơ thể mà chúng muốn, như là ở cổ, ở cánh tay, ở nách, mí mắt hay dưới ngực. Chúng xuất hiện trên mặt hoặc cơ thể, nơi thường xuyên bị ma sát nhất. Ma sát có thể do cọ sát với quần áo, do tiếp xúc với da, với đồ trang sức, vân vân. Có một số yếu tố khác cũng gây ra mụn thịt, mụn cơm như di truyền, kích thích tố, tuổi hoặc là tình trạng thừa cân. Ai cũng nghĩ mụn cơm, mụn thịt rất khó trị hoặc phải tới bác sĩ để cắt đi. Nhưng thực chất chúng ta hoàn toàn có thể trị mụn thịt, mụn cơm ngay tại nhà bằng những nguyên liệu quen thuộc, thậm chí là rẻ tiền. Thật tuyệt phải không nào? Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay phương pháp trị mụn thịt, mụn cơm hiệu quả ngay tại nhà trong video này nhé! Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị. Thứ nhất là một ít bột baking soda. Đây là một dạng bột sử dụng trong nấu ăn. Đây chính là bột baking soda mà mình mua. Trên thị trường thì có bán rất nhiều loại bột baking soda các bạn nhé. Đây là bột baking soda mình đã lấy sẵn ra một chiếc bát. Nguyên liệu thứ hai đó là một ít dầu ô liu. Tốt nhất là các bạn nên mua loại dầu ô liu dùng để làm thức ăn dặm cho trẻ. Với loại dầu này thì chất lượng là tốt nhất và cái hiệu quả điều trị của chúng ta cũng là cao nhất. Và nguyên liệu thứ ba rất quen thuộc đó là một ít kem đánh răng. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần cho phương pháp điều trị mụn thịt và mụn cơm ngay tại nhà. Và cách để các bạn làm thì rất đơn giản. Trước tiên là bạn hãy lấy cho mình một thìa bột baking soda. Với một thìa bột baking soda này thì bạn hãy cho vào một thìa dầu ô liu. Như vậy là tỷ lệ giữa bột baking soda và dầu ô liu là 1:1. Tiếp theo thì bạn hãy cho khoảng 1/2 thìa kem đánh răng vào bát hỗn hợp của chúng ta. Kem đánh răng các bạn chỉ cần cho khoảng nửa thìa thôi các bạn nhé. Đến lúc này thì bạn chỉ cần đánh thật đều tay để cho ba nguyên liệu của chúng ta hòa quyện tạo thành một là được. Rất nhanh phải không các bạn? Và đây chính là bát hỗn hợp của chúng ta. Các bạn có thể quan sát thấy đây chính là bát hỗn hợp mà chúng ta cần. Cách để các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Buổi tối trước khi mà các bạn đi ngủ thì bạn hãy vệ sinh thật sạch sẽ chỗ mà có mụn thịt, mụn cơm, sau đó bạn lau khô mụn đi. Cuối cùng bạn lấy hỗn hợp mà chúng ta vừa mới làm
thoa lên da, bạn hãy thoa lên cái vùng mụn thịt một lớp thật là dày như là mình đang làm đây. Và bạn cứ để hỗn hợp này trên vùng mụn như thế qua đêm, sáng hôm sau bạn rửa lại sạch sẽ. Bạn thực hiện đều đặn như thế mỗi tối và chúng tôi cam đoan chỉ sau vài lần thực hiện, mụn sẽ tự dụng lúc nào mà không hay đấy nhé. Thật tuyệt phải không các bạn? Bạn hãy thử ngay hôm nay để tự tin vĩnh biệt những cục thịt thừa đáng ghét trên cơ thể. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.